Findely, cà phê thật kết nối thật. Findely, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rock Việt. Hey yo, what's up? Đây là Black Car và đây là Arthur. Đến với chương trình kết nối cùng Rap Việt Talk and Challenge. Yeah, yeah. Khi mà nhìn thấy cái dĩa chanh trên bàn thì các bạn có phần nào đoán được cái thử thách này là gì không? Phần nào đoán được? Chắc là người thua sẽ ăn chanh nhỉ? Và bây giờ mời các bạn đến với thử thách đầu tiên. Luật chơi của thử thách đầu tiên như sau. Điền vào chỗ trống các từ còn khuyết trong các câu ca dao tục ngữ sau đây. Nếu không đáp được, hình thức phạt là ngậm một lát chanh. Dạ rồi. Rồi, bây giờ ai đi chơi đầu tiên ạ? Em đi, kính lão đánh thọ. Câu đầu tiên, vô hoạn nạn, bất ba chấm. Vô hoạn nạn, bất phun nhật. Vô hoạn nạn. Vô hoạn nạn, hoạn nạn, bất. Vô hoạn nạn, bất hạnh là gì? Bất thành công. Ừ. Vô hạn nạn. Bất thành nhân hả? Bất thành công. Thua. Thua rồi. Thua. Anh Black đã thua. Anh ngọc ông mỏng rồi. Thì ông mỏng lên. Làm sao? Dạ anh bỏ ngọc. Anh nhai được rồi nhai. Không nhai được là nút cực luôn. Ai được thì nhai. Không nhai được là nút cực luôn. Hạn nạn bất anh hùng. Bất anh hùng. Em có cảm giác đó. Lúc mới tập em cũng vậy. Vô hoạn nạn bất anh hùng. Chưa nghe câu này bao giờ. Chưa nghe, chưa nghe. Câu số 2. Mua 3 chấm 3 vạn, bán 3 chấm 3 đồng. Sao em cái hai cái 3 chấm như vậy? Ừ, cái này dễ, cái này em biết nha. Vậy đọc lại mua gì? Mua 3 chấm vạn, bán 3 chấm 3 đồng. Trời ơi, cái gì đi được 2 là được rồi. Em thì chưa trải đời đến mức mà biết được câu đó nên em chấp nhận ăn chanh. Gà quá, không chấp nhận được. Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Đáp án của câu số 2 là mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Rất thích ăn chanh. Rất hay tự ăn chanh. Chạy đường quá rồi. Mời các bạn đến với câu số 3. Ăn 1, 3 chấm. Chạy 3, 3 chấm. Ăn 1, 3 chấm. Ăn 1, chạy 3. Ăn 1, chạy 3 chấm. Ăn 1, 3 chấm. Chạy 3, 3 chấm. Ăn 1, cái gì đó. Chạy 3, cái gì đó. Nó được mình là mấy câu gì đâu. Ăn... Em nhớ mang máng rồi nha. Ăn một. Ăn chăm đi anh. Chăm đi anh. Đơn 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 đơn. Ăn một. Ăn một chạy ba cái gì ta. Chạy ba cái gì ta. Chăm chạy chạy chương trình đi hả. Sao tính được anh làm mấy câu gì đâu không người ta. Chạy đi anh. Ăn một. Không có chuyện thua được. Từ từ từ. Ăn một chạy ba. Ăn một đơn đơn chạy xuống rung rung. Thua. Thua. Đáp án của câu số 3 là ăn một bát cháo chạy 3 quãng đồng. Ăn một bát cháo chạy 3 quãng đồng. Câu số 4. 3 chấm từ miệng vào, 3 chấm từ miệng ra. Anh biết luôn á. Vậy giờ đổi slot đâu, nhiều khi không biết còn sao. Đổi slot đi. Quyết tâm mà chấp nhận cái số mạng của mình đó thơ. Rất dễ luôn á thơ. Chanh từ miệng vào, nhả từ miệng ra. Có phải là họa từ miệng vào, họa từ miệng ra không chị? Đáp án của câu số 4 là bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Bình thường ăn một lát
rồi. Giống như mình khá là gà ở game này đó thơ. Đúng. Mình không có nghiên cứu về cái này nhiều. Mà anh từ chua. Mệnh từ miệng vào, hoa từ miệng ra. Mệnh từ miệng vào, hoa từ miệng ra. Mình gà quá thôi, mình nhục quá, vậy. Ô nhục. Còn hai câu đó, giờ tới anh đó. Câu số 5. Làm ba chấm thằng khôn còn hơn làm ba chấm thằng dại. Làm ba chấm thằng khôn, làm đại thằng khôn. Ba chấm khôn. Làm khôn ba chấm làm. Đọc làm ba chấm thằng khôn. Làm ba chấm thằng khôn còn hơn làm ba chấm thằng dại. Làm ba chấm thằng khôn. Mấy câu này chúng ta chưa chạm tới được cái đỉnh cao của mấy câu này anh à. Mấy câu này cái tầng nó sâu quá hay sao anh chưa biết luôn. Không sâu á. Làm ba chấm thằng khôn. Nhiều khi ăn chanh đi anh à. Làm thằng khôn. Không phải ăn chanh hoài được à thơ. Có được dùng quyền trợ giúp người thân không? Có được dùng quyền trợ giúp người thân không? Làm bày tớ thằng khôn còn hơn là làm giả hành tôm với thành dại à? Giả hành tôm với thành dại à? Làm ba chấm thằng khôn, làm đầy tớ thằng khôn còn hơn là... Làm... Còn hơn là bắt phone thằng dại. Bắt phone thằng dại. Một từ. Làm tôm. À, làm đầy tớ thằng khôn còn làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dạy. Amazing, good job em. Mấy câu này đâu ra vậy ta? Đâu thế là không được ăn chanh à? Thật. Câu số 6. Tiền vào nhà khó như ba chấm vào nhà trống. À, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Đúng không? Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành thử thách. Và bây giờ mời các bạn đến với phần trò chuyện. Black Car đến với Rap Việt được nhiều người hâm mộ. Ưu ái đặt cho mình biệt danh là quái vật 9X. Bạn nghĩ sao về tên gọi này? Black Car cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần về cái chuyện mà cái vấn đề này rồi. Tức là về cái chuyện mà mọi người coi Black Car là quái vật 9X hay là bất cứ một cái danh xưng nào đó đó. Với Black Car đó là một cái cảm thấy rất là may mắn, tức là cảm thấy được mọi người đề bạt cao như vậy. Nhưng mà thực chất đó là Black Car cũng chỉ là một người chơi nhạc và muốn đến cái sân chơi Rap Việt để khẳng định mình ở nhiều cái màu nhạc khác hơn. Tức là trước giờ Black Car luôn luôn bị mọi người định dạng ở cái màu nhạc nó quá là đường phố, nó quá là gán gàng. Thì Black Car muốn cho mọi người biết là Black Car làm được nhiều loại nhạc hơn ngoài những cái gì mọi người định dạng. Black Car là mục đích lớn nhất của Black Car khi mà tham gia cái Rap Việt năm nay. Thơ là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi năm nay. Bạn có thể chia sẻ lý do vì sao lại chọn cuộc thi để thử sức? Mình chọn thì nó rất là nhiều lý do để mình dẫn mình đến cuộc thi này để thử sức. Và mình vẫn muốn cái quan trọng chủ yếu là thay đổi cuộc sống. Và muốn tạo ra nhiều mối quan hệ hơn. Bởi vì sau chương trình này như Black cũng có chia sẻ với mình là đây chỉ là một cuộc thi của Rap Việt và mình vẫn còn việc rap. Mình vẫn ở ngoài mình phát triển và mình muốn tạo mối quan hệ như là mình đi thêm Black hay là gặp anh em ở ngoài, mình tạo ra những sản phẩm tuyệt vời hơn cho người nghe. Cho âm nhạc Việt Nam, đó là cái điều mà Black mong muốn nhất trong lòng mình cũng như Arthur cũng vậy. Có phải bạn là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi cho nên bạn cũng sẽ có sự dè chừng đối với những đối thủ khác hay không? Không, nếu nói về cái việc mà mình nhỏ tuổi nhất thì mình dè chừng thì không. Mà mình tận dụng được những cái ngọn lửa mà cái tuổi trẻ này á, mình có thì mình không có sợ mất gì hết, mình cứ chơi thôi. À, ý em là em còn vài lần được sai á đúng không? Để nói về một kỷ niệm đáng nhớ nhất khi Arthur đến với Rap Việt thì bạn sẽ chia sẻ điều gì? Đó chính là được đồng hành cùng team Wowy. Bởi vì mình không biết tất cả các team khác như thế nào, nhưng mà mình rất là hạnh phúc khi được vào team Wowy. Được cư xử, đối xử rất là, nhận được rất là nhiều tình thương. Nói chung là anh Wowy thật sự là một người cũng như là rất là có thể tạo động lực cho cả nhóm mà không cần phải nói quá nhiều lời á. Nên là cái hay của Wowy đó là anh Wowy có thể khiến cho mọi người kết nối với nhau chỉ bằng những hành động, những cái body language cơ bản thôi. Mọi người hiểu được là cái hay nhất của anh Wowy. Mặt anh Wowy rất là lạnh, nhưng mà anh Wowy có một nguồn năng lượng như tới là dù anh lạnh cái nào đi nữa thì giống như cũng rất là ấm áp. Đúng rồi.
khá là kỳ kỳ nữa, tức là sắp tới là mọi người thấy bằng bức hình của team Bowie là cái nhụy hoa, còn tất cả mọi người xung quanh nằm xung quanh Bowie là cái cánh hoa. Công bố bức hình này rất là sớm cho mọi người. Thực ra chỉ là mọi người lúc đó đang tập luyện xong thì mọi người nghĩ là Bowie kêu là muốn quay một cái clip để nhìn nó khùng khùng xíu, thì cái em đưa ý tưởng là hãy anh thử làm cái nhụy hoa đi rồi anh em xung quanh làm cái cánh hoa cho coi như thế nào. Cho cái clip ra mắc cười lắm, mọi người cứ chờ đợi. Nếu được chọn đối thủ cho chính mình tại chương trình, bạn mong muốn đối đầu với ai nhất? Nếu mà mình muốn đối đầu với ai, nếu mà được chọn á hả, thì như mọi người đã biết là Black Car đầu gia thơ rồi đó. Nhưng mà nếu được chọn ở đấu dầu ở cái vòng 2 này mà trước khi không biết cặp đấu của Black gia thơ á nha, thì thực sự là Black luôn sẵn sàng tâm lý đấu với tất cả mọi người trong đây luôn. Thì là mình đã luôn chuẩn bị cái chuyện là mình sẽ phải đấu với ai rồi. Nếu mình mong muốn nhất ở cái vòng 2 thì thật sự là mình không biết là mình mong muốn gì, thì mình mong muốn nhiều hơn là ở những vòng tiếp theo. Đấu ra là vòng 2 đó là mình mong muốn gặp đối thủ đó nó nhẹ thôi. Mấy bạn mới chẳng hạn nó sẽ tốt hơn. Có thí sinh nào khiến bạn dè chừng nhất không? Ở cái Rap Việt năm nay thì mình dè chừng top 8 nhất. Là đa phần là tất cả những bạn top 8, như top 8 là những người mà mình đã tính toán từ ban đầu rồi sẽ phải đụng độ rồi. Thì đa số tất cả những bạn top 8 mình tính toán đều đúng y vậy luôn. Vậy là bạn đã có sự tính toán dành cho từng đối thủ rồi đúng không? Đúng rồi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của từng bạn mình với cả team nghiên cứu rất là nhiều. Cũng như là nghiên cứu những cái kỹ năng mềm của từng nghệ sĩ trong cái Rap Việt mùa 2 này nữa. Thì mình cũng nghiên cứu rất là nhiều từng bạn, từng cá nhân mình, dành thời gian mình nghe nhạc các bạn hết luôn. Để cho nên mình dành một cái sự tôn trọng nhất định cho đối thủ của mình rất là nhiều. Đón xem Siêu Thử Thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần, chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Xét về từng khía cạnh trong kỹ năng rap thì hai bạn ấn tượng với thí sinh nào nhất? Về melody trước đi. Melody của bạn nào hả? Anh ấn tượng với ai nhất? Obito. Yeah, mình cũng vậy, tại vì Obito mang màu rất là quốc tế. Rất quốc tế, rất xịn, rất sang xịn. Và không có một cái gì lấn cấn cả. Nghe rất là mượt. Và về visual và mọi thứ của Obito thực sự là rất là đã. Tức là để cho các bạn trẻ thời bây giờ, những bạn Gen Z á, thì hình ảnh của Obito Black đánh giá là rất là tốt. Cũng như Viso, thì Viso cũng là melody rất là đỉnh. Nhưng mà Viso với lại Obito không thể so sánh được, vì mỗi người là melody nhưng mà hai lĩnh vực khác nhau. Cái melody của Viso nó nghiêng về cái phần nội tâm nhiều hơn, nội tại nhiều hơn. Còn cái melody của Obito nó lại rất là hàn lâm. Theo góc nhìn của Black, catchy. Catchy. Còn về flow thì sao? Bạn thích cách đi flow của ai nhất? Nếu mà nói về flow thì mình có hai sự lựa chọn cho mọi người luôn. Đó là nếu mà là mình thì mình rất là thích BY. Mình thấy cái cách BY đi những cái vần điệu chằng chịt như vậy. Nhưng mà mình cũng biết luôn đó là cái người mà phù hợp để mà cho đại chúng hơn ở thời điểm này đó là anh Son 7. Là về vần câu mọi thứ đều rất là hoàn hảo và rất là nhẹ nhàng để đến được mấy người nghe. Thì đây là hai người mình đánh giá rất là cao về flow ở cái Rap Việt mùa 2 này. Còn đối với mình thì vẫn đặt hàng đầu là anh BY thôi. Bởi vì flow anh BY lúc đầu mình nghe thực sự không phải là khó vô, mà rất là mới lạ. Và mới. Vì cái flow đó mà ảnh đưa được những cái lyric qua thâm sâu của ảnh, rất nghe rất là hay, nổi da gà luôn. Thì góc nhìn của Black là BY có một cái khả năng rất tốt về flow, cũng như là về cái tư duy âm nhạc rất là điện ảnh. Tức là mọi người không biết chứ xuất thân của BY cũng từng là làm đạo diễn kiểu những phim trẻ thôi, cho nên là cách BY bố cục từ ngữ và câu cú rất là điện ảnh. Đó cũng chính là cái điểm mạnh của BY và cũng chính là cái thứ mà khó để BY tiếp cận những người nghe luôn. Cho nên mình cũng nghiên cứu rất là bạn này ra thơ là như là anh nghiên cứu về em vậy đó. Thôi như vậy. Đối thủ nào các bạn thấy là đối thủ xứng tầm nhất về mặt lyric? Về lyric nha thì nói chung là mặt bằng chung năm nay là lyric cũng khá là tốt. Nhưng mà nói về cái việc mà có thể khiến cho Black Car ấn tượng và kiểu lo lắng thì chắc là chưa. Thì chắc là chưa, thì mình chia sẻ thẳng luôn. Thì là mình chưa cảm thấy ai có thể làm mình lo lắng về phần lyric hết. Hai bạn có thấy mình có cái điểm yếu gì đó mà cần khắc phục hay không? Điểm yếu là gì vậy? Điểm yếu là gì vậy? Điểm yếu hả? Điểm yếu của mình thì rất là dèo rồi. Tại vì cũng như là một newbie mới chơi được một năm thôi. Nhưng mà mình có rất nhiều điểm yếu. Mình vẫn đang cải thiện hơn, hoàn thiện hơn trong cái con đường này. Còn điểm tròn thì sao? Có nhiều điểm tròn không? Có, điểm tròn của mình là sự dễ thương. Sự dễ thương. Con Black rất là thích sự dễ thương của mình đó, mọi người chưa biết đâu. Bản thân mình thấy là như anh Bowie cũng đã chia sẻ, mình thấy cũng đúng. Tại vì trước giờ là mọi người thấy điểm mạnh của Black Car rất là nhiều. Thì Black đánh giá là điểm yếu của Black Car cũng chính là cái điểm mạnh của Black Car luôn.
tức là khi mà Black Card bùng nổ quá mức, Black Card dễ bị đi theo cái mood đó lắm. Tức là ở vòng 2 thi đấu với A Thơ là Black Card cố gắng tiết chế mình lại rất là nhiều. Tại vì vấn đề của Black Card là Black Card rất là dễ quẩy. Nhạc lên là mình quẩy liền, không suy nghĩ nhạc gì cũng vậy luôn. Dạ, cái lúc đó là dễ bị đi theo vibe. Lúc đó mà mình mà hăng quá, mình nhảy thì anh Black sẽ bị đi theo cái vibe đó, anh Black sẽ nhảy chung và anh em rất là mệt và rất là khó để trình diễn bài đó. Vậy nên chung là đó là cái điểm mạnh của Black Card cũng chính là điểm yếu của Black Card luôn, tức là Black Card rất là dễ bị đi theo beat, rồi rất dễ bị đi theo cái nhiệt của khán giả hay là cái nhiệt của giám khảo. Vì mình đã đi diễn từ rất là nhỏ rồi, cho nên là mình luôn bị cảm giác là phải cuốn theo cái cảm xúc của người xem từ xưa, đó là cái vấn đề của Black Card. Team Wowy luôn được mọi người yêu mến bởi sự chân thành và cảm giác của gia đình. Huấn luyện viên Wowy đã chăm sóc các bạn như thế nào? Mọi người có thấy mình không? Mình đã mập, rất mập ở chương trình, ở vòng 1 và vòng 2 mình còn mập hơn nữa. Tại anh Wowy nuôi mình ăn quá về nhiều luôn. Bút luôn cái phòng gym của cho mình tập nhà. Ví dụ như tập 2 tiếng thì mình còn lại thời gian còn lại đi ăn. Dạ. Em lên bao nhiêu ký thời gian vòng 1 rồi? Một tá rồi. Trời, ghê hơi quá, nhưng mà nói chung là cũng đi lên đi xuống trong cái vòng. Nó đi bao nhiêu? 1-2 ký gì đó. 120 ký cho mọi người. Tại sao lại công khai con số tuyệt vời đó của em? Không phải ai muốn mập ở con số đó được cơ thể như mình đâu. Nhất là cái nọng này. Ngoài những lúc luyện tập ra thì mọi người trong team Wowy thường làm những gì? Thì anh Wowy hay dẫn mọi người đi những cái sinh hoạt xung quanh, như kiểu là đi lâu lâu dẫn anh em đi coi cái này coi cái kia, hoặc là cho anh em coi mấy cái tác phẩm của anh Wowy. Cũng như là anh Wowy chia sẻ mấy vấn đề mà tâm lý với lại mấy cái vấn đề nội tâm rồi rất là nhiều. Tức là anh Wowy chuẩn bị cho mọi người nhiều hơn về cái phần nội tâm hơn là cái phần bên ngoài. Tại vì theo đánh giá của Black nha, thì là những người tham gia cái rap Việt mà vô tới tận vòng này rồi thì họ không cần gì học về rap nữa. Họ chỉ cần học những cái phần còn lại thôi. Thì anh Wowy có đầy đủ những cái thứ còn lại để mà hỗ trợ anh em. Đó là cái điều mà Black Card học được rất nhiều từ anh Wowy. Black Card có thể chia sẻ một chút về bài thi vòng 3 của bạn. Ok. Thì ở vòng 3 này thì Black Card có mang A Thơ trở lại với vai trò là một ca sĩ hát chorus cho Black chung với lại cái nhóm bè. Thì trong nhóm bè có rất là nhiều những anh ca sĩ nổi tiếng, tức là cái may mắn của Black Card lần này là mình mời được Nguyễn Cao Bảo Uyên, chị Tuệ Phương, anh Giật Hanh và Đào Tính, cũng như là có anh Wowy trên cái phần bè luôn. Thì là cái tiết mục này của Black là gồm có 6 bạn bè và 4 dancer. Và nó sẽ là một cái chuỗi những cái cảm xúc là từ hơi buồn lên vui, xong rồi khi vỡ òa ra thì là một cái nỗi buồn mang mát nó chui ngang lại. Thì là mình mong là mọi người sẽ đón nhận cái tác phẩm này của Black Card và A Thớ một cách gọi là mở lòng nhất, cũng như là hãy thử lắng nghe cái tâm tư của Black Card. Yeah, cũng như mọi người biết thì Hạn Thư Sâu đó là một quả bom bùng nổ, mọi người thấy rất là hay. Tại sao bạn lại chọn hình tượng phù thủy thời gian và sự hỗ trợ của A Thớ? Thật sự là về cái việc mà phản ứng của khán giả ở vòng 2 quá tốt thì lúc đó Black Card chưa biết. Thì Black Card nghĩ đơn giản đó là Black muốn nâng cao cái tinh thần của anh Wowy hơn nữa ở trong cái tiết mục của mình ở vòng 3 bằng việc đó là Black Card hồi sinh A Thơ. Đoàn kết. Đúng rồi, tức là thực sự là khi mà trong quá trình làm bài 2 với A Thơ thì thực sự trước giờ Black Card rất là người willing làm nhạc với tất cả mọi người, nhưng mà không phải ai cũng có thể làm việc khớp với mình được. Thì mình cảm thấy là A Thơ với Black Card rất là khớp nhau. Và sau cái rap Việt này nữa thì Black Card sẽ làm này chung với A Thơ nữa. Yeah. Cho nên mình muốn có cái năng lượng của A Thơ khi ở cái vòng 3 này. Thì thực sự là khi ở gần bé mập thì Black Card cảm thấy rất thoải mái. Đó là real talk, cho nên là kiểu là mình muốn mang A Thơ lên lại cái sân khấu này. Với lại cái cảm giác của A Thơ nó rất là bồng bềnh, rất là mịn màng. Và mình như kiểu là mình đã thắng được A Thơ rồi thì mình hồi sinh A Thơ lại để phục vụ như ninja rồi đó. Hồi sinh đúng nghĩa luôn nha. Tinh thần đồng đội cao nữa. Đúng rồi. Anh hân hoan như một thu hoạch, thời gian như gần trôi, một hơi thôi là mình tu sạch, tưới bát có lòng thôi. Đời thì đắng nhưng mà cho ta nhiều đường, nhiều lúc đã buộc ập tới được tiếp những chiêm như chiều cường, chứ không thua được, xong có một lần. Cởi một cái tôi, sự thật là thứ phải lòng chân, đêm hoài nhạc từ sẵn có ai ngoài anh và Mai, nhạc lên là bay. Riêng A Thơ, em cảm thấy như thế nào khi quay trở lại hỗ trợ cho Black Card? Cảm giác khi một lần nữa đứng cùng anh Black Card trên sân khấu là gì?
thật sự là rất là vui, bởi vì được giống như kiểu lúc mà mình làm bài vòng ba này với anh Black, mình không có mang nặng tâm lý gì hết, mình cứ việc thả cảm xúc và mình bắt cái vai lúc đó thôi. Thì đó, vẫn như vòng 2, mình với anh Black làm việc rất là hợp. Cũng chính nhờ cái moment mà ở vòng 3, khi mà Arthur không có tâm lý thi cử gì đó, mọi người sẽ nhìn thấy Arthur rất là tự nhiên. Tức là khi mà làm việc với Arthur, Black ca nhận lên Arthur rất giỏi, cho đến khi nó đứng trước cái mày. đúng tức là thật. Tức là khi mà Arthur đứng trước cái mai, Arthur là một những dạng nghệ sĩ còn quá trẻ là bạn bị sợ hãi cái mai á, đó là cái điều mà Black ca nhận được Arthur. Nhưng mà ở vòng 3 này mình thấy Arthur rất khác, rất đúng. Đặc biệt. Và lúc mà lên sân khấu trình diễn thi với anh Black là mình hoàn toàn đánh thức bản thân, gạt bỏ cái sự sợ hãi đi, bởi vì nếu mà mình sợ hãi nó sẽ làm trùng bài thi. Và bài đó mình đã thực hiện rất tốt và rất cháy, mong mọi người sẽ ủng hộ. Đừng đùa với Ninja Rùa. Về bài thi vòng 3 của anh Black ca thì không có gì để bàn nữa. Nó... Bàn đi em, bàn đi, đừng ngừng nói vậy. Gọi là không phải bàn cãi mà là nó là một cái sự tận hưởng. Mọi người nên nghe, bởi vì lúc đầu nó sẽ cho mọi người cái cảm giác rất là buồn, là muốn nói trong cái nỗi lòng mọi người và kéo mọi người ra khỏi cái buồn đó bằng cái cảm xúc vui. Nhưng trong cái lời của những cái giai điệu vui đó thì mọi người sẽ thẩm thấu lại bản thân nó mình. Nó buồn man mác. Yeah. Thế là mình luôn nhận thấy được là đặc biệt là ở xã hội Á Đông mình, đó là luôn có một cái nỗi buồn lén lút nó chui qua đầu của tất cả mọi người luôn. Và kể cả trong lúc mà họ vui nhất á, cái nỗi buồn nó cũng lén lút xuất hiện một cái nhẹ xong mà biến mất đi. Nếu như mà mọi người để ý thì sẽ thấy là trong cuộc sống của mình hàng ngày luôn có một cái nỗi buồn lén lút đó nha, hãy thử để ý. Và cái bài này mọi người cũng có một chút gì đó phẫn nộ, mà phẫn nộ với bản thân, giống như mọi người nắm cổ bản thân tán chát 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 thì mắt mọi người phải tỉnh lại đi. Khi nhận được bản đấu của mình ở vòng 3, Black ca cảm thấy như thế nào? Bạn tự tin hay có lo lắng về đối thủ nào trong bản đấu hay không? Về cái việc mà giữ cho mình một cái tâm lý vững vàng để tham gia Rap Việt, cũng chính nhờ cái việc Black ca luôn chuẩn bị sẵn tâm lý để ra về. Tức là khi mà tham gia cái vòng 3 này, mình coi danh sách những bạn là Konji, Obito, TC. Thì Konji, Obito được đánh giá rất là cao và rating cũng rất là tốt, tại vì hai bạn là những nhân tố trẻ và là đang là những cái đại diện của thế hệ Rap Việt ở cái giai đoạn này. Thì bản thân Black ca cũng nói là không lo lắng thì cũng không đúng, tại vì đấu với những người mà năng lượng fresh như vậy và cái sự ủng hộ của mọi người rất là nhiệt thành, thì Black ca cũng phải rất là thận trọng trong cái việc chọn bài của mình. Đó là lý do tại sao mình chọn một cái bài mà nó phải vừa buồn vừa vui luôn đó mọi người. Là đường nào cũng phải vô hết. Đặc biệt nha, bài này mọi người nó cho mọi người cái nguồn năng lượng làm như kiểu thích nghi mọi môi trường. Giống như kiểu mọi người buồn, mọi người nghe, mọi người sẽ vui lên. Đúng rồi. Mọi người vui, mọi người nghe, mọi người sẽ ok, thoải mái. Rất phù hợp để mà nghe vào lúc sáng thức dậy đánh răng tới chỗ làm á. Là trong lúc đánh răng sẽ hơi buồn, lo lắng về deadline. Nhưng mà lên xe chạy là phải vui lên gần tới gặp sếp rồi. Xong rồi tới vừa gặp sếp là buồn lại. Rồi sếp có la mọi người á, mọi người lấy cái tai nghe ra, mọi người đút vô lỗ tai sếp. Mọi người bật bài này lên, sếp cũng ố. Yes sir. Sau Rap Việt thì Arthur có những dự định gì? Em có nghĩ đến việc sẽ cho ra một sản phẩm âm nhạc nào không? Có, sau Rap Việt này thì mình đang có rất là nhiều dự án để mình thực hiện và mình hoàn thành cũng được 90%. Thì chắc chắn mình sẽ tung ra rồi, và những cái dự án đó thì đa phần là mình có hợp tác với Black. Và mình học hỏi từ Black, được Black hỗ trợ. Thì Black cũng có chia sẻ với Arthur đó là Arthur là một nhân tố trẻ, cho nên là trong cái quá trình mà làm việc này thì Arthur đã may mắn là được tiếp cận với lại commercial, một môi trường chuyên nghiệp hơn từ lúc còn quá trẻ. Thì Black vẫn khuyên Arthur đó là hãy làm một số bài nhạc để lấy được sự tôn trọng của underground, và mình vẫn tiếp tục làm những cái chuyện commercial đó điều cần làm. Nhưng mà nếu có những cái bài nhạc như vậy thì mình sẽ đảm bảo được một cái tệp fan nó luôn luôn ở đó cho mình. Thì mình kêu Arthur là phải làm cả hai loại trong cái giai đoạn sắp tới. Và mình sẽ có được sự ủng hộ từ hai thái cực, một underground và một commercial. Và đó là cái việc mà Black ca cũng làm trước khi mà tham gia Rap Việt này, là mình có cái sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người bạn, từ cái môi trường mình lớn lên. Đó là một cái phúc lành của Black ca. Black ca muốn là Arthur tự dành lấy cái phúc lành cho mình. Sau đây mời Black ca xem một tấm hình. Hồi nào vậy? Hồi nào vậy ta? Và bạn nghĩ sao về tấm hình này? Ôi trời ơi, nói vậy thiệt là đúng quá đi. Nói vậy thật là đúng quá đi. Thì thiệt sự là mình trong quá trình mà tham gia Rap Việt này á, cái mục đích đầu tiên mình nói với mọi người, mình chia sẻ đó là mình muốn
hoàn thành bài thi tốt nhất, cũng như là cho mọi người thấy một cái skin âm nhạc mới của Blackca. Nhưng mà thật ra tận sâu bên trong cái cốt lõi của Blackca, Blackca rất muốn được trong những một vài mùa tiếp theo có thể là huấn luyện viên của Đáp Việt. Tại vì mình cũng cảm thấy là mình rất là phù hợp với cái vai trò đó. Tức là mình cũng rất là yêu quý những cái bạn hip hop, mình rất là đồng cảm với những người có xuất thân từ khó khăn lên đến cái môi trường này, và những cái đường đi nước bước để mà hỗ trợ các bạn thì mình cũng có thể đánh giá là mình hiểu phần nào. Cho nên là mình cũng rất là mong mỏi nếu mà có cơ hội, Blackca rất muốn được cống hiến cho Rap Việt và cả Việt Rap nữa. Yeah. Nếu mà anh Blackca nha, không biết là mùa sau hay đi nữa, nhưng mà anh Blackca mà ngồi ghế huấn luyện viên hả? Em chắc chắn sẽ thi lại rồi. Ta sẽ không chọn mày đâu. Anh này lắm. Cảm ơn phần chia sẻ của hai anh em rất nhiều. Và bây giờ mời hai bạn đến với phần thử thách với trò chơi mang tên Câu Chuyện Màu Sắc. Sẽ có 5 quả banh nhựa màu sắc khác nhau. Hai người chơi, mỗi người chọn 2 quả banh màu và tìm những thứ liên quan đến màu sắc đó để ráp. Quả banh cuối cùng, hai người sẽ ráp một bài chung chủ đề thứ 5. Người thắng là người ráp được nhiều thứ liên quan đến từ khóa nhất trong bài ráp. Người thắng được chọn hình phạt vui cho người thua. Ok, đối với mình thì freestyle cũng không phải là thế mạnh, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức. Yeah. Anh đừng cười gắt thắng như vậy. Khoan, ai thua thì sao ạ? 10 triệu. Còn nếu thì anh thua là sao hả? Anh thua thì 10 triệu luôn. Ok, nói giỡn rồi mày. Ok, vậy mình sẽ xin chọn màu đỏ và màu xanh lá. Màu gì cũng được mà. Ok. Em sẽ gửi rap đầu tiên. Nhiều đồ đạc rồi, có vần, có flow nữa nha. Flow hả? Đúng rồi. Mình đang gặn cái não rồi. Anh đừng có cười, anh mới nhường em đi chứ. Anh mới nhường chịu lận đó. Anh mới nhường em, anh có nói gì đâu. Anh có nói gì đâu. Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa. Thấy em thành nhỏ phải người lớn đâu. Đây là chai banh màu đỏ, thể hiện cho màu máu và một chút sầu nhỏ. Hẹn em ở một đâu đó, anh không phải là một đại gia hay nhà khai thác dầu mỏ. Ok. Còn đây là quả banh màu xanh lá. Anh không thích một cảm giác thật xa lánh. Hẹn em đi ăn canh cá. Vlog này sao tanh quá. Vlog này sao tanh quá và uống một ly chanh đá. Ok. Ok, em nha. Đây là màu trắng, như là ánh nắng của buổi ban mai, như là cảm xúc của người trong, như là bộ quần áo của cô y tá khi mà nhìn thấy mẹ mình mang thai, như là cảm xúc ban đầu và những thứ như là bộ áo dài, và có những lúc vô tình đi tới trường mình nhìn thấy thầy giáo đang tháo dài, có những lúc vô tình mình nghĩ quẩn, như là màu cam, và có thể là một lần nào đó mình thấy mình đã lớn và bắt đầu tham, như thể những quả như những quả cam đặt ở trong rổ, và có những thứ vẫn không khổ. Đến tận bây giờ mình vẫn mong là nếu có cơ hội mình vẫn sẽ năng nổ trong từng câu chuyện và từng lời rap. Như là cái dù của cô bé gái và không bao giờ khác, những chuyện trôi qua và những cuộc đời, nói chung là như là màu cam và những bản nhạc ngày xưa mình cùng với người bạn mình chưa từng thuộc lời. Anh nhắn cho em số tài khoản đi. Chứ mọi người nghĩ cái gì vậy? Ok, anh có hai câu, em hai câu nha. Đây là màu xanh dương, như là bộ quần áo anh mặc để chuẩn bị gặp người anh thương. Và cũng như là những chuỗi ngày mệt mỏi và những thứ khác, nhưng mà nhìn thấy thì mình lại thoải lòng. Nói chung là nếu mà không có gặp được Arthur thì cũng khó để cho Blackca trải lòng. Đây không phải là Hải Phòng, đây là miền Nam, đây là Sài Gòn. Và những cảm xúc trong lòng nhiều lúc nó trở nên ngắn ngủn hoặc là dài thòn, buồn hay là cười và những chuyện nào khác. Mình cố gắng đưa màu xanh tận sâu vào lòng như là vào xác. Ok, thì đến vợ mình đành kết. Mình không biết rap gì, dần của mình ảnh cũng dành hết. Mình chuẩn bị bao nhiêu anh dành hết rồi. Ok, thua. Em thua thì em hãy khoe cho mọi người thấy cái nọng của mình đi Thơ. Hãy cá. 5 biểu cảm khi buồn khóc và đều phải thấy nọng hết. Buồn khóc. Vui. Vui. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Lần đầu gặp bạn gái. buồn trước đúng không? Ok, buồn trước thì vui đúng không? Vui. Hạnh phúc đúng không? Gặp lần đầu gặp bạn gái đúng không?
Ok, còn một cái đúng không chị? Tức giận. Thỏa mãn rất là thỏa mãn, em lấy rất là thích cái động này. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Black Guy và Arthur trên chương trình kết nối cùng Rap Việt Talk and Talent. Yeah, và mong mọi người đón xem Rap Việt trên ứng dụng giải trí Beon và kênh truyền hình HTV2 V Channel. Đây là Rap Việt.